Tin Manila, Philippines Lần đầu tiên, 15.000 người trẻ khắp thế giới có mặt tại Manila, Philippines. Khoảng 15.000 bạn trẻ trên khắp thế giới, trong đó có các bạn trẻ Philippines thuộc 86 giáo phận trong nước, dự kiến sẽ tham gia Ngày hội Giới Trẻ Genfest do phong trào Focolare tổ chức tại Manila, Philippines từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 sắp tới. Avam Innocencio, một người trong ban tổ chức GenFest, nói với Fides, đây là một cuộc gặp gỡ của những người trẻ từ 18 đến 34 tuổi. Họ muốn cho thế giới thấy rằng tình huynh đệ phổ quát, một thế giới đoàn kết là một lý tưởng đáng sống. Cuộc gặp gỡ tại Manila năm nay là lần đầu tiên GenFest được tổ chức tại châu Á và ở ngoài châu Âu. GenFest phát xuất từ một trực cảm mang tính ngôn sứ của bà Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare và bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1973, đến nay là lần thứ 11. Trong những năm qua, GenFest đã trở thành một ngày hội lớn của những ý tưởng, những suy nghĩ và hành động để truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trẻ thay đổi đời sống, thay đổi tương lai và cuối cùng là thay đổi thế giới. GenFest quảng bá các sự kiện nghệ thuật, âm nhạc, vũ điệu, triển lãm, diễn đàn và gặp gỡ Hội đồng giám mục Philippines đã ủng hộ sự kiện này Nhiều giám mục khuyến khích giới trẻ công giáo tham dự GenFest Đức cha Honesto Ti Oco, giám mục giáo phận Cubao nói Thật là tốt đẹp khi gửi các đại diện của từng giáo sứ đến tham dự sự kiện lớn này Ngày hội Fest năm 2018 với chủ đề Vượt qua mọi biên giới nhằm gieo hạt giống của hiệp nhất vào tâm hồn của tất cả những người tham dự để sau khi tham dự sự kiện này họ sẽ được truyền cảm hứng hầu mang lại hiệp nhất đến bất cứ nơi nào họ sống đặc biệt là ở giáo xứ của họ.